Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm lại một video như yêu cầu, là như cái đợt trước mình đã nói là mình sẽ làm lại cái video về up level. Thì mình cũng hy vọng là clip lần này thì mình sẽ nói đủ những thứ nào mà nó cần thiết. Thì cái việc đầu tiên đi là để mà up được level Steam á, thì cái việc quan trọng duy nhất nhất của cái app của các bạn đó là các bạn phải nạp tiền vào Steam rồi nha. Nhấn mạnh là đã nạp tiền vào Steam và đã là 5 đô đó, và đã mở market. Đã mở market là qua 30 ngày đó, kiểu như nếu như các bạn nạp tiền rồi đó thì phải đợi 30 ngày để cho nó duyệt các bạn đó, thì các bạn mới có thể được mua bán ở trên đây. Đây là mua bán cái thứ nhất đi. Cái thứ hai là mình cần các bạn đó là cài Steam Guard. Thì Steam Guard là gì đó thì mình cũng sẽ để cái đường link và để cái video cho các bạn làm. À, nhiều bạn cứ hỏi, hồi đó mình cứ nói cái up level nhưng mà nhiều bạn thì lại không có hiểu rõ là up như thế nào là gọi là hợp lý cho nó rẻ nhất á. Thì mình cũng chỉ cho các bạn một cái trang web, đó chính là Best Price nè, đó là Steam Card Exchange. Thì cái này thì nó sẽ hiện ra, nó sẽ show cho các bạn những cái thông tin và những cái best mà nó rẻ và nó dễ up nhất á. Thì để mà mình sẽ chỉ cái thứ nhất, đó là up bằng chính cái tiền ở trên market của các bạn luôn. Thì cái này như mình đã nói đó, như nói lại lần nữa luôn, đó là các bạn phải mở market ra rồi và các bạn có thể mua đồ trên market rồi thì mới làm được cách này nha. Thì nếu mà các bạn lên, mà thí dụ như các bạn mà từ, mình sẽ giải thích về cái level này đi. Mình cũng không biết cái ngôn từ của mình nó cũng không biết có sử dụng đúng để có thể gọi kiểu như là giải thích cái BD này không, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng ra với mình nha. Đó là ví dụ từ level 0 lên level 10 là các bạn sẽ cần khoảng 10 BDS. Thì level 10 đến 20 các bạn sẽ cần 20 cái BDS. Và level 20 tới 30 là các bạn sẽ cần 30 cái BDS. Nó là như vậy đó. Cho nên bởi vậy càng lên cao sẽ càng khó. Giống như mình muốn tự lên, muốn lên một level thôi, nghĩa là từ 162 lên 163, đó là mình cần phải tới mười mấy cái BDS lần, rất là cực. Nên bởi vậy nói mình, bạn nên để những người mà level cao, mình là 100 mấy là còn rất là thường á. Ok, thì mình sẽ trở lại với cái trang web này nha. Thì nếu như mà các bạn cần level 10 đó thì các bạn sẽ cần 8 cái BDS. Và các bạn vào cái phần này nè, tour nè, BDS price list nè, và ấn vào, nó sẽ hiện ra thông tin những cái BDS này. Và các bạn ấn vào cái nút bên đây nè, đó, để cho nó hiện sâu cái giá mà từ thấp lên cao á. Thì ở đây đang có một cái game tên là 30 Impossible Level. Thì đây là cái BDS rẻ nhất đang là bán ở trên đây. Không phải bán trên đây nữa, bạn có thể mua trên đây luôn, nhưng mà mình nghĩ là chưa cần thiết đâu. Tại vì mình đang chạy thích là mua trên market mà. Thì các bạn search cái tên của nó, các bạn nhấn copy cái tên nó thôi, cái tên game thôi, chủ yếu là cái chính những hình tới tên game đó. Các bạn vào cái Steam đây nè, các bạn vào bằng sâu Advanced nè. Đây, Steam. Nó sẽ hiện ra những cái thẻ ra cái tag mà, thấy không? Các bạn nhấn vào trading card và nó sẽ hiện ra mấy cái BDS nè, cái chạy điện cạc nè. Sau đó các bạn ấn vào cái tên game ở đây, nó dán cái tên game vào đây. Đây, lúc này nó sẽ ra được khoảng 10 cái thẻ, là gồm 5 thẻ thường và 5 thẻ foil. Thì thẻ foil mình sẽ không nói ở đây, mình sẽ nói vào đoạn cuối video. Thì các bạn chỉ cần mua một cái ở đây, ví dụ cái này đang là giá 700 đồng thì mình mua giá 700 đồng mua một cái đó. Và khi mà cái nó đã hiện là có trong cái kho của mình này đó, mình sẽ vào lại phần BDS và mình kiếm cái BDS đó đây đó, và mình sẽ còn 4 thẻ nữa là thấy không, và mình sẽ nhấn buy remain card in market. Nó sẽ hiện ra những cái thẻ nào mà bạn chưa mua ở đây nè đó, và bạn ngồi nhấn luôn thì mình sẽ phải tốn 4.300 để mình mua hết những cái thẻ này đó. Và khi này mình vào là mình nhấn reset lại phần BDS thì mình sẽ nhấn ráp cái thẻ này, và mỗi lần ráp vậy thì sẽ được đúng là 100 kinh nghiệm đó. Bình thường nha, phần thưởng để bạn ráp được cái ba cái này đó, đó chính là một huy hiệu cho cái BDS, một cái BDS của level đó, một cái background và một cái emoticon này để bạn nhắn tin, và một cái thẻ, một cái gói kiểu như là cái voucher giảm giá của một cái game nào đó. Cái voucher này bạn có thể dùng để mua cái game đó. Ví dụ như đây nè, đó, bạn sẽ nhấn vào View Applicable Game nè,
nó sẽ hiện ra cái game này đang có giá 150.000 đồng. Thì nếu như bạn thích cái game này đó thì bạn nhấn Add to Cart nè. Đó thì mình sẽ, nó sẽ có sử dụng cái voucher này ở đây nè, coupon này ở đây, và nó sẽ trừ cho mình 110.000 ở đây, mình sẽ còn 37.000 cái game này thôi. Nhưng mà tỷ lệ nó ra những cái game rác là chủ yếu rồi, chứ mình cũng không chơi giờ thấy nó ra được cái game nào xịn hết á, rất là hiếm. Đó và khi ráp xong nó sẽ cho bạn 4 món gì đó, và các bạn sẽ được 100 level như mình nói đó. Và các bạn cứ kiếm tương tự, hoặc là các bạn nhấn mua luôn cả cái thẻ mà các bạn đã làm cái game đó. Ví dụ như cái game này đâu rồi, đây nè. Các bạn cứ mua tiếp của cái thẻ này. Đó, nhào nhấn buy như thế này cho đến khi các bạn ráp đủ 5 lần của cái thẻ này thôi thì thôi cũng được. Nghĩa là nếu ráp 5 lần như thế này thì cái giá tỷ lệ chung là 5.000, thì mỗi cái 5 level thì các bạn sẽ tốn khoảng 25.000. Đó kiểu gì đó, 5 cái best date là tốn 25.000. Kiểu như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà trường hợp các bạn không có muốn làm như vậy đó, các bạn có Steam Guard và các bạn có quá nhiều cạc rác nhưng mà các bạn không có đủ để các bạn kiểu như giống mình nè. Mình có này là 3 thẻ mình còn thiếu. Đúng rồi, mình có 3 thẻ còn 2 thẻ thiếu và cái này còn 4 thẻ thiếu mà mình thì không có muốn mua. Mình thì muốn dùng mấy cái này tại vì mình cũng không muốn ráp này lắm tại vì nó mất tiền. Rồi những cái thứ này nữa mình cũng không cần thiết á, thì mình sẽ vào cái trang web mà gọi là Steam Level Up này nè. Thì chúng mình cũng sẽ để đường link cho các bạn có hai cái này luôn, các bạn yên tâm. Là các bạn nhấn vào phần, các bạn đăng nhập trước nha. Nó sẽ có 3 phần chính mà các bạn quan tâm, đó là Level Up, Withdraw và Deposit. Phần Level Up đó là cái phần mà để cho nó kiểu như là để lên level nhanh á. Bạn không quan tâm thẻ nó là cái gì á, thì đây là cái level mà mình đang muốn lên nè, level 164 nè. Mình sẽ muốn lên level cao hơn nữa, ví dụ như là 260 luôn chẳng hạn, hay là bao nhiêu đó. Ví dụ mình đang cần lên 170 nè, thì nó sẽ duyệt ra cho bạn đó là bạn sẽ cần 117 set thẻ để bạn lên, tương đương với 7,7 key của CSGO. Nghĩa là các bạn phải deposit vô khoảng 8 cái key của CSGO đó thì các bạn mới đủ mua được 110 mấy cái thẻ này, và game là như đây nó tính ra cho mình nè. Đó, và khi mà các bạn đủ tiền, đủ điểm để có thể về lên đủ cái game này nè, thì các bạn nhấn buy thì nó sẽ gửi cho các bạn tất những cái kiểu, gửi nhanh cho các bạn những cái best date nào mà kiểu vừa gọi là rẻ nhất mà nhanh nhất cho mấy bạn á, để nó các bạn khỏi phải suy nghĩ kiểu như là để suy nghĩ về mấy cái phải up best date nào cho rẻ các thứ, không, nó mặc định nó sẽ tự động nó gửi cho các bạn luôn. Các bạn chỉ việc ấn vào buy thì nó tự động nó gửi thẻ cho các bạn nhận thôi. Deposit đi. Mình thì mình thấy những thứ này là không cần thiết. Bạn nên nhấn refresh lại để cho nó ra đúng những thứ mà trong Steam nha. Bây giờ nó ra lại đủ rồi nè. Thôi những thứ kia mình có thể mua lại hết vậy. Cũng không cần thiết lắm. Mình sẽ nhấn vào deposit nha. Mình sẽ nhấn xua ở đây. Lập tức là cái bên đây nè, nó sẽ hiện ra một cái thư. Đó là nó một con boss nó tới, nó cần lấy đồ của các bạn đó. Đó là Steam này nè đó. Thì bởi vậy mình ngay từ đầu clip mình có nói với các bạn đó, đó là các bạn cần Steam Guard đó. Thì mình sẽ nhấn vào đây để mình đưa đồ cho nó nè. Đó, và mình confirm chain như thế này nè. Yes, this is a gift, tại vì nó không có dư gì mình hết. Thì đó, thì cái bởi vì cái này mình mới cần các bạn là cái Steam Guard là vậy đó. Bạn nào mà chưa biết cái Steam Guard này đó thì có thể coi lại cái clip Steam Guard nha, để mình biết được cái cách mà để xác nhận mà chơi đồ rồi đồ, hoặc là bán đồ các thứ đó. Rồi, tạm thời là xong rồi đó. Nó đã xác nhận xong và ở trên đây thì nó sẽ, mình sẽ đợi nó thêm một tí để cho nó hoàn game của các bạn vào cái đây đó. Đó, và tổng cộng là mình có 1.300 nè. Reset lại cái bay cái, và mình cũng reset lại bên đây coi mình đã. Tại vì mình nhiều thẻ rác quá mà nó không lấy được, thấy không? Có một số thẻ này nó không lấy được hết. Tại trên đó nó không cần nữa đó. Và khi mà các bạn có 1.300 gì rồi đó thì các bạn sẽ kiếm cái best date nào mà các bạn chưa có mà các bạn mua. Ví dụ nha, các bạn nhìn vào cái này. Đó là những cái best date của mình. Nếu như các bạn nào mà thấy cái level của mình mà đã đủ 5 rồi đó thì đừng có mua nữa, tại vì nó cũng không ráp được đâu, bởi rồi nó sẽ để số 5 ở đây. Giống như cái này là mình chưa có nào và mình mua nó. Nó đang, và cái này là những cái mà những cái kiểu như là kho của nó đang còn bao nhiêu đó, nó còn 9 set cạc nè. Thì các bạn có thể mua 5 lần luôn tùy các bạn.
À, đây là những thứ mà mình đã mua rồi nè. Và khi mà các bạn mua xong đó, các bạn nhấn là select all luôn và các bạn đem rút nó về. Đó, bạn sẽ rút, nó sẽ hỏi mình có rút 51 cái này không nè. Thì mình sẽ rút hết nha. Thôi xong rồi. Thì mình sẽ các bạn sẽ vào lại phần bet date nè. Và nó sẽ hiện ra những cái nào nãy mình đã mua rồi nè. Đó là các bạn vào các bạn ráp thôi. Mình thì chắc ráp xong lên 163 đó. Nó cứ cho cái thẻ giảm giá của game thôi. Này có thêm cái trò rap x2 nữa cho nó nhanh hơn á, những người nào rap level nhanh nó không phải làm từng lượt nữa, làm cho ông phát hai lần luôn. Ôi rap ra hai hình nền giống nhau thấy cứ. Mình sẽ lên level 55 rồi nè, 163 nè. Cứ mỗi lần lên một level nó sẽ cho các bạn thêm những cái slot bạn nha, kiểu như các bạn có thể kết bạn được nhiều hơn á. Nó là cái gì? Rồi và thế là mình lên level đó, mình thì loi level cao rồi lên tới một level thôi, chứ ra nãy giờ ráp vậy thì nếu như các bạn cũng lên được 10 level rồi đó. Nếu mà cái level thấp á, quá trời đất mấy cái thẻ này đâu có xài bao nhiêu đâu. Ok thì có thể là xong hai cách phổ biến nhất mà mình muốn chia sẻ cho các bạn rồi. Thì cái mà mình thấy nó lời nhất đó là cái phần mà đẩy lên như thế này nè. Bởi vì khi mà các bạn deposit vô á thì nó sẽ có hai cách để các bạn đưa, đó là không không phải là chỉ có thẻ này không đâu, mà là các bạn có thể đưa đồ của CSGO nữa, đặc biệt là mấy cái key trong CSGO đó, thì nó sẽ nhận key CSGO và key của TF2, cái trò Team Fortress 2 nha. Hồi đó có Dota nữa nhưng mà giờ chắc không còn nữa. Nên các bạn có thể mua cái chìa khóa mà mở hòm của CSGO đó, các bạn để đó cho nó qua 7 ngày chơi rồi sau đó các bạn đem bỏ lên đây, được năm mấy ngàn thì lên cũng nhiều á, được lên lên level cũng nhiều, mua hai mấy level đó một cái key á. Cách thứ hai là bạn nào muốn dùng cái tiền trong ví của các bạn ở trên Steam luôn thì các bạn có thể lên đây tham khảo rồi sau đó làm như cách đầu của mình. Còn cái cách mà mình muốn chia sẻ đây nữa đó là cái này thì nó tùy vào cái độ quen biết của các bạn và cái các bạn có tìm hiểu sâu sâu hay không á. Đó là các bạn đi kiếm những cái trader ở Việt Nam. Thì mình cũng không phải là trader đâu, mà hồi đó thì mình có nhớ là có mấy người gọi là hay chơi thẻ, các bạn mua thẻ người ta đó, ví dụ được 50 ngàn là được mấy mấy chục set thẻ gì đó. Thì cái này thì mình sẽ không có chỉ được bởi vì chính mình cũng không thể biết được những người đó hết. Thì cái này thì các bạn phải tự biết, các bạn đi lên, có thể là lên Facebook nè, đi vô mấy cái nhóm game Steam nè, các bạn hỏi thì sẽ có những người mà người ta kiểu như là người ta đưa cái profile người ta ra đó, rồi xong cái bạn check xem là có legit hay không, có legit kiểu như là độ tin tưởng nó có hay không á. Ví dụ như hồi đó mình nhớ đâu có ông nên Doraemon là ông gì đó mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà đại loại là người ta có thể giúp các bạn chơi thẻ ở đồ các thứ nhiều chứ không phải là ở đâu. Nhưng mà mình tại vì mình thì mình kiểu mình thích làm một mình thôi, mà mình thích tìm hiểu mình thôi mà, nên mình cũng không có nhờ giả gì mấy ông trong đó, tại vì mình cũng không cần level cao làm cái gì nữa cả. Thì nha, cái cách thứ ba thì cái này là tùy vào các bạn thôi, các bạn phải làm, chứ mình cũng không thể nào mình chỉ được mấy người đó đâu nha. Thì clip tới đây thì nó cũng hết rồi, thì cũng mong các bạn là có nếu thấy hay thì nên nhớ like cũng như subscribe channel của mình nhé. Thì nếu có câu hỏi và thắc mắc nào đó thì các bạn có thể comment xuống dưới cái video này, thì nếu trả lời được thì mình sẽ trả lời và giúp giúp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye.